Xin chào anh em, hôm nay là mình bác sư Nguyễn Nhất. Hôm nay thật sự là mình đang ra mắt một cái sản phẩm mới là adapter hai răng. Hai răng như vậy nè. Tại vì cái này thật sự là bữa giờ anh em đang nhu cầu mình rất là nhiều, nên là mình sẽ làm một khoảng chừng vài trăm cái mình bán thử trước cho anh em coi xem là nó chạy hay không. Thì thường anh em mà lên con heo Rambo 4mm B4 này này thì thường là nó sẽ có nhiều cách để anh em bắt cái dây dầu heo vô, nhưng mà hôm nay mình sẽ làm trực tiếp như vậy, bắt vào đây luôn. Thì cái này nó có hai đầu, hai răng, là một đầu này để bắt vô vào cái dây dầu heo đầu ơ, và một cái đầu này bắt trực tiếp vô đây là răng, nó răng nhuyễn nha. Đó, bắt như vậy vào luôn này, bắt trực tiếp vào như vậy luôn. Thì có nhiều cách để anh em mình đi cái đầu ơ. Thì thường là bắt trực tiếp đó là thì sắc một đầu vào như vậy. Đó. Và như mình sẽ bấm một sợi dây dầu và như vậy luôn. Thì nó sẽ đâm thẳng lên cái thế dầu, dây dầu nó nằm như vậy nè. Thì cái này á là mình hiện tại mình đang làm cho nó khoảng 6 màu để cho anh em gắn đủ các màu loại xe, như anh em thích màu nào thì anh em bỏ vô màu đó. Như màu xe nhà có xanh, xanh dương, đen, đỏ, bạc, xám. Có màu xám này nó rất là đẹp này. Đó. Gắn vào đây rất là đẹp. Này chỉ mấy cái đầu adapter này nha, một đầu tròn và một đầu bằng như vậy nè, chỉ gắn cho trực tiếp vào như vậy thôi nha anh em. Anh em nào thích màu nào thì bỏ vào màu đó nha, như là đen thì bỏ đỏ, đỏ thì bỏ đen vô cho nhìn nó ngầu. Cái này mình bán là 100 ngàn một cái thôi, đầu adapter CNC. Anh em thử coi đẹp không? Rồi để giữ thầy. Giá chỉ là 100 ngàn một cái thôi nha, đầu hai răng bắt trực tiếp vào như vậy nè, adapter. Em mong anh nha. Đó. Thương hiệu GH Station, hàng làm tại Việt Nam nha anh em ơi, hàng này hàng chất lượng nha. Thì bây giờ anh em muốn bắt một cái đầu dầu như vậy, anh em bắt như vậy đi. Như vậy là thành một cái dây dầu heo này. Rồi, ok.